빵빵 버킷. 빵빵 버킷. 매우 뻥뿌이하오. Tập phim Thỏ Anh Dạy Học. Mình chơi trò dạy học đi mấy bạn ơi. Mình sẽ học gì dạy hát hay? Anh hai. Học chữ cái bằng tiếng Anh. Yeah, yeah, yeah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now you know my ABC. Next time won't you sing with me? Chắc sẽ vui lắm đây. Bắt đầu luôn nha. A is for apple. Yeah. B E for ball. Ball. Cậu á, ngủ đá banh giỏi dữ lắm luôn á Thỏ Anh ơi. Hôm nào đá chung với Thỏ nha. C E for clock. Clock. Đồng hồ chỉ giờ chỉ giấc. Tích tắc tích tắc. Tick tock tick tock, merrily sing the clock. It's time for work, it's time for play, so we sing throughout the day. Tick tock tick tock, merrily sing the clock. Tiếp theo chó rồi tự nhiên quên bài mất tiêu rồi. Cái gì vậy? Là tiếng của hộp thư. Nào mình mang hộp thư vào trong nha. Để mình lấy cho. Qua wow, trong hộp thư sao nhiều thư quá vậy. Qua wow, chừng qua đất luôn. Để xem trong đây có gì ha. À đây là bảng chữ cái. Cùng mở ra xem trong này có gì. Ờ, là chữ D. D is for dog. Bốc bốc. Là mình đó. E is for elephant. Là ba phải không? Đúng rồi. Elephant. F is for flower. Wow, bông hoa, bông hoa. Và tiếp theo, G is for gift. Là gì vậy? Thỏ mẹ có quà cho các con đây. Yeah. Gift có nghĩa là món quà. Con cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ cả lớp mình cùng hát cho thầy Thỏ nghe nha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now you know my ABC. Next time won't you sing with me? Ba đến kìa. Hộp thư là của ba đúng không? Con trai tình ý lắm. Vậy là bác đã bỏ những lá thư này vô hả? Vậy mà cũng hỏi nữa. Ba đã cứu con một cú đó. Các con đã thuộc bài hết chưa? Dạ rồi. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Hôm nay thầy anh hai giỏi quá chừng. Vậy là hôm nay tụi mình đã được học rất là nhiều chữ cái. Các bạn nhớ ôn lại, đừng quên nha. Bam bam bò kít. Bam bam bò kít. Kẹo bông vui học. Gì hả? Tập phim Bông Hoa Thần Kỳ. Chiu chiu. Chạy đi tìm kho báu đây. Thôi em. Ủa, có chuyện gì mà gấu hớn hải vậy? Là sao vậy gấu? Ủa, ở đâu vậy gấu? Chuyện là vậy. Có người bịt mắt tặng nó cho mình và nói con hãy tìm ra hàng thần kỳ. Đi thôi gấu ơi, Thỏ Anh sẽ dùng sức mạnh siêu nhân Thỏ tìm ra hạt thần kỳ. À, đây.
đây rồi. Wow, đã tìm ra rồi. Nhìn kia, hạt thần kỳ. Có hướng dẫn sử dụng nữa kìa. Mình cùng đọc thử nha. Bạn hãy mang tôi về gieo 10 ngày 10 đêm. Tôi sẽ nở ra bông hoa thần kỳ. Đừng quên hát cho cây nghe mỗi ngày bằng tất cả yêu thương. Ký tên bông hoa thần kỳ. Tụi mình trồng thử nha. Ừ. Một ngày trôi qua. An trồng cây, người đó có tiếng hát. Trên vòm cây, chim hót lời mê say. À, An che nắng cho cây. Ánh nắng giúp cây quang hợp và phát triển tốt tươi. Vậy là cây sẽ lớn lên nhanh hơn hả mẹ? Đúng rồi, con không cần che nắng cho cây đâu. Ngày thứ hai. Ai trồng cây, người đó có ngọn gió. Rung cành cây, qua lá đùa lay lay. Để gấu kể chuyện cho cây thần kỳ nghe nha. Ngày nãy ngày nay, có một cô gấu xinh đẹp đang kể chuyện cho một bông hoa thần kỳ nghe. Cây thần kỳ có nghe gấu kể không? Ngày thứ ba. Ai trồng cây, người đó có hạnh phúc. Mong chờ cây mau lớn theo từng ngày. Uống nước nha cây ơi. Uống một giọt nước nè. Cây cần nhiều nước hơn đó con. Ngoài tưới gốc, con cũng cần tưới nước xung quanh để cây được mát mẻ nữa. Ngày thứ tư. Ai trồng cây? Em trồng cây. Em trồng cây. Ủa, trời ơi, cái cây. Để anh, để anh lôi nó ra cho. Không không, em phải đá thật mạnh vào nó. Ôi da. Không không, không phải như vậy đâu. Hai người không biết gì hết đó. Vậy em có giỏi thì em làm đi. Đúng rồi đó, thả làm thử đi. Thả làm vậy là sai rồi. Phải như vậy nè. À, ơi, chân đau, đau quá à. Thôi, hai đứa tránh ra, để anh làm cho. Nè 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 các con, bà có cách. Cách gì vậy ba? Ba con vào vị trí, gấu nối đuôi bác, thỏ anh nối đuôi gấu. Còn thỏ em thì ôm chặt mọi người. 1, 2, 3, nào, đẩy, đẩy. 1, 2, 3, đẩy. Mười ngày sau. Wow, bông hoa thần kỳ đẹp quá chừng luôn. Dễ thương quá à. Các con có thấy sức mạnh của đoàn kết chưa? Chúng ta đã làm điều thần kỳ, cứu cây thần kỳ. Bà cũng có lời khen vì các con đã dành cả yêu thương để chăm sóc cho cây thần kỳ. Một mình ta làm rất ít, cùng nhau ta làm được nhiều. Đoàn kết ta được tất cả. Bông bông phật kiếp. Bông bông phật kiếp. Kẹo bông vui học. Tập phim Chú gà robot. Thôi em ơi, anh ước gì hả? Nhà bếp có thể biến thành đồ chơi ha. Lúc đó là vui lắm luôn á. Em cũng vậy. Em ước gì hả? Ngôi nhà mình toàn là kẹo để được ăn thỏa thích luôn. Đã quá trời luôn. Hai đứa ngồi chơi chút xíu rồi ba về rồi cùng ăn nha con. Dạ, dạ. Ba về rồi đây. Ê, ba về. Chờ em. Chờ em với. Ủa, ba có quà gì cho con hả? Ba cho hai anh em một chú gà trống robot nè. Wow. Hai đứa chơi với gà robot cẩn thận, đừng có để hư đó nghe chưa. Dạ. Nhanh tay dắt vào chơi, xếp gọn gàng đúng chảo, coi ai nhanh hơn nào. Đi, 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 dẹp đồ chơi đi. Từ thấy đi, thì bước đi, còn chú ý, ta dùng nhẹ, lưng giữ thẳng, ngón cao đầu. Làm tốt lắm, xin chủ nhân, hãy ra lệnh cho tôi. Hãy mang cà rốt tới đây cho ta. Hay quá à. Em cũng muốn ra lệnh nữa. Hãy hái cho ta quả trên cây cao. Con gà trống có cái màu đỏ, chân có cửa. Gà trống gáy o o o, gà trống gáy o o o. Gà trống robot dễ thương quá chừng luôn, chị sẽ chăm sóc cho em mà. Lượm trái đưa cho mẹ đi thỏ em. Đi đi anh hai.
một câu nói nhẹ nhàng, sao mà em tay sai, thở dùng từ bồi nha, để luôn là bé ngoan. Con mời mẹ ăn trái cây nha. Mẹ cảm ơn con gái. Gà robot là của em. Không, robot phải là của con trai. Của em, của em à. Của không anh. Chịu, của em. Ai làm hư gà robot rồi? Thôi em đó ba. Tại anh hai chứ bộ. Người lớn nói, thở lắng nghe, không ngắt lời, không la hét. Người lớn hỏi, thở trả lời, thật rõ ràng và lấy phép. Hả? Gà robot tỉnh lại rồi kìa. Ba sẽ sửa gà robot, nhưng các con phải hứa là không được giành giật nhau nữa. Con hứa. Dạ. Thôi, cơm chín rồi, rửa tay và đi ăn cơm nào. Ăn cơm thôi. Và thỏ có con gà trống rất thông minh và lý lẽ, đó chính là chú gà. Ồ ồ ồ. Papa Forget. Papa Forget, kẹo bông vui học. Kìa hả? Tập phim Vị khách không mời. Hay, buồn ngủ quá. Thôi đi ngủ, mai dậy đánh răng sao cũng được. À, trời sáng rồi. Kẹo ngon quá. Thôi khỏi đánh răng luôn đi. Mình chơi trò gì đi mấy bạn ơi? Chơi kem trái cây đi. Chơi. Yeah, em thích lắm. Được á. Ngốc, ngốc. Quảng tù tì coi ai bậy. Quảng tù tì ra cái gì? Ra cái này. Khoan. Ủa, sao vậy anh Nhím? Có mùi gì nó cực kỳ á. Mùi gì vậy anh Nhím? Giờ hết nghe rồi. Chó cũng có nghe mà giờ hết rồi. Thôi mệt Nhím anh quá. Quảng tù tì lại nha. Quảng tù tì. Khoan. Ngốc, ngốc. Đúng là có mùi lạ nha. Tự nhiên mình thấy mệt quá. Mình không chơi nữa đâu. Anh hai cười quá, vẫn còn chưa bắt đầu mà. À thôi thôi, thỏ anh đi nghỉ đi. Quảng tù tì ra cái gì ra cái này. Chẳng lẽ mùi hôi là do mình chưa đánh răng? Ai gọi đó? Ông là ai hả? Tôi là vị khách không mời. À, miệng tôi đau quá. Ông bị cái gì vậy? Ông để cháu xem thử coi. Sao răng của ông bị sâu nhiều quá vậy? Tại ông ăn kẹo mà lười đánh răng. Ôi trời ơi, cháu cũng vậy á. Bây giờ cháu phải làm sao đây? Cháu phải giúp ông dỗ chiếc răng sâu đi. Để cháu nghĩ cách. Để cháu lấy cái hút này hút ra thử. Không được rồi. À, dùng sợi dây này chắc được nè. Ông ráng chịu đau một chút nha. Một, hai, ba. Cũng không được luôn. Thôi cháu hết cách rồi. Phải làm sao đây? À, cháu nghĩ ra cách rồi. Cháu sẽ mời bác sĩ tới giúp. Cháu bỏ rơi tao luôn rồi sao? Bác sĩ ơi, là người này nè. Để ta xem. Răng sâu là do lười đánh răng đó. Vị khách và thỏ hãy cùng bác học cách đánh răng đúng cách nhé. Với bàn chải trong tay, em đánh răng thần đều. Sau mỗi bữa ăn xong, em đánh răng thật nhanh. Nhìn thỏ anh kìa. Cháu bị đau răng rồi. Không sao, thì ra chỉ là giấc mơ thôi. Mình đi đánh răng đây. Từ nay mình hứa với bản thân sẽ không được lười biếng nữa. Phải thường xuyên vệ sinh răng miệng đúng cách thì mới được. Các bạn cũng vậy nha. Các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 4:30 chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh Bum Bum Bucket nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ đăng ký trên kênh Bum Bum Bucket để xem những đoạn phim hiện hay của bạn mình nha.
xem là